vẫn là cầu thủ Thái Lan. Dứt điểm không được. Tình huống chạm bóng. Trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar khá nguy hiểm. Tiếp tục là một cú đánh đầu. Là với Myanmar trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt như Thái Lan và lại có thêm lợi thế sân nhà thì việc không thua có thể là một thành công với họ. Bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ Thái Lan. Rất đơn giản, pha ghi bàn là của Matsuk. Phút thứ 33 và rất dễ dàng để đội tuyển Thái Lan đã có được bàn thắng vượt lên dẫn. Thực hiện hầu hết đều bị chặn lại dễ dàng bởi các cầu thủ Thái Lan. Hàng thủ rất tốt. Thàn Phanh, bóng đá rồi cột khung thành. Mao Nguyên, hàng thủ dứt điểm không vào. Không có cơ hội dứt điểm, đã có tiếng còi từ phía trọng tài chính. Sẽ có một quả penalty dành cho. Chúng ta cùng xem lại. Rất đơn giản, tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Đường truyền của Charin Chapuis, cầu thủ mới được tung vào sân. Sirok Chathong. Rất tốt. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho các cầu thủ Thái Lan. Pha dứt điểm quá đẳng cấp của Sirok Chathong. Lại là cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan. Rất bình tĩnh và nhịp nhàng, tỷ số được nâng lên 4-0. Pha ghi bàn của Sun Krasin. Phút thứ 83.